ở đây thì chú thấy bộ của cậu Năm Vũ Linh với lại trên điện thoại, trên TV thì nó có khác gì không chú? Không, có phát. Có khác hả? Không, có phát á. Có phát hả? Dạ. À, chú thấy có giống không? Giống chứ. Con ghi là giống ha. Ờ. Dạ. Nhìn cũng có quen quen. Quen quen hả? Ok. Dạ. Hả vậy? Ủa bà xã trốn đâu ta? Bà trốn bà xã mới sợ. Dạ, sợ nên thôi. Không, cái này nói chung ra lên hình cái đó là cũng là cái kỷ niệm của chú cháu mình mà hả, đúng không? Cũng lại. Là chú người thật việc thật mà chứ. Dạ đúng rồi, đâu có sợ gì đâu, đúng không chú? Mình lên cũng như là cái kỷ niệm, nhiều khi sau lúc con ghi hình ở đây, hôm à bữa đó có chú đến cái đầu nhớ chú quá, lật clip ra nhìn thấy chú liền. Thì cái đó là cũng có kỷ niệm liền. Chú ơi, hiện tại chú đang sống ở nước ngoài hả? Dạ. Chú ở tiểu bang Texas. Texas dạ. Dạ. À, chú về đây chừng này chú đi trở lại Mỹ chưa? À, chú về kỳ này chơi đây chắc 3-4 tháng. 3-4 tháng hả? Dạ. Chú nước ngoài hả? Dạ. À, chú ở Mỹ. Dạ. Mỹ, tiểu bang Texas. Dạ. Đây là YouTuber không á hả? Dạ. Dạ. Okay. Anh em con không đó. Ờ, cứ phát được nhé. Dạ. Dạ. Chú dễ thương vui tính nha. Đâu? Đâu đâu rồi, người thân chú ơi. À, ra trả, tìm. Trả này là hả? Trả này rồi, cầm mà ra. Rồi bỏ cho em nha. Rồi chú ra tìm người anh Hương. Dạ chú đến phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh được bao nhiêu lần rồi chú? Mới lần đầu tiên. Mới lần đầu tiên, chú thấy như thế nào ạ? Thấy nó chứ không quá trời bông. Dạ. Chưa có ai được cái đám được cái mộ với lại cái đám tang lớn như vậy. Dạ. Đám tù chưa được nữa. Dạ. Không là thật ra thì Vũ Linh sống rất là hòa đồng, cũng vui vẻ, tự nhiên. Dạ. Với lại là cũng làm những cái chuyện xã hội rất là tốt. Dạ. Chưa kể là cái nghệ thuật ca hát của nó rất là hay. Dạ. Nó có cái giọng hát rất là trầm cảm quyến rũ. Dạ. Còn nghệ sĩ mà thì dĩ nhiên. Dạ. Là phải nhiều bò nhiều vở nhiều bồ nhiều nào. Dạ. Tự nhiên thôi. Dạ, cảm xúc lúc này của chú như thế nào chú? Rất là quý mến Vũ Linh. Dạ. Dạ. Chú về chơi được bao lâu rồi chú? Chú mới về khoảng chừng 2 tuần nhiều mới. Dạ. Dạ, lâu. Dạ, kỳ này chơi tới 3-4 tháng. Có kỳ này cứ 100 ngày, có từng năm chú lên đây. Một, 100 ngày qua rồi mà. Chưa. Hôm nay là 89 ngày. 89 ngày hả? Dạ. 100 ngày vậy là ngày nào vậy? Con chưa có nghĩ ra được mấy nhưng mà hôm nay là 89 ngày. Đó là 89 ngày đó thôi. Không, tại vì cái schedule của chú là nó là dày đặc ha. Dạ. Nhiều hội đoàn, nhiều đoàn thể rồi mời, hình ra là chú phải coi cái hội biểu tranh thủ, nếu mà rút ngày đó thì chú lên. 89 ngày là tính nay còn 11 ngày nữa chú. 11 ngày nữa. Dạ. Là mấy tây ta? Mấy tây tháng 6 vậy? Tại vì con không nhớ nữa. Chú kẹt nhiều gì. Hôm nay là. Dạ. 28. Nay 28 ngày nữa. 28 vậy là mười mấy? 11 ngày. Không à. Tính ra cái ngày tháng 6 tới này là ngày nào? Là khoảng ngày 8, ngày 9 rồi chú. Chết chà, ngày đó chú mất đi miền Tây. Dạ. Giữ đám giỗ của người bạn nữa. Dạ. Mình ở nhà mình theo dõi cũng được chú. Theo dõi thường xuyên. Dạ. Bà xã, bấm hỏi. Dạ. Coi hoài. Dạ. Này là em vợ. Dạ. Bà xã. Chắc 2 tháng 6 này con dâu với lại con ruột nó về, chắc cũng dẫn nó lại đây tham quan nó biết. Dạ. Gia đình của chú là rất là không, gia đình của chú là anh ở Mỹ hết. Dạ. Ở Mỹ hồi năm cách đây cũng 40 năm mà. Hiện ở Việt Nam này chú ở đâu chú? À, chú ở quận bà xã thì ở quận Tân Bình. Dạ. Chú ở quận 12. Dạ. Bà xã ở đầu sông, chú ở cuối sông. Dạ. Là người Mỹ đó. Dạ. À, chú người Mỹ. Đại khái như vậy. Dạ. Chú ở Mỹ 40 năm. Dạ chị ơi, cho hỏi gia đình của mình đến từ đâu rồi chị? Gia đình của mình á, à, Bình Dương. Đến đây được bao nhiêu lần rồi chị ha? À, dạ. Ở bên đây là mộ của cô Hanh Trung Huệ. Dạ.
Khơn, đây là phần mộ cụ cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Ví dụ chú ông chú bà mình đâu có rành. Dạ. Ví dụ điều lành, điều tốt hay điều xấu gì. Dạ, cái đó là chuyện của gia đình thôi, mình bỏ qua đi. Bây giờ mình tới đây mình chỉ thăm cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi. Dạ. Rồi hôm nay cô đến mộ đó cô thấy như thế nào cô? Chủ yếu là thấy quay mình lên mình thăm mộ, cái mộ đẹp, thấy mộ đẹp, thấy mộ đẹp. Dạ, mộ đẹp. Mình vui mến rồi, giờ như chôn mình đi, đi theo mình coi, rồi giờ lập mộ mình lên mình coi đây, mộ cũng năm cô, đẹp. Cô là mộ cô chỉ cái hình cậu năm ơi, con nghe chụp cái. Chưa cô, chưa cô. Địa tạng. Cô nhìn vô cái cô đấy, đưa tay cô chụp cái. Con nhìn vô ảnh. Mình đến mộ được bao nhiêu lần rồi cô? Cô có lên cô coi. Cô cũng gần đây cô. Dạ. Cô có biết tên sư bà giọng gầy, giọng bốn hồi gầy không ạ? Dạ. Dạ. Ấy là mình có tốt và xấu mình biết. Dạ. 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 Rồi cảm ơn cô nhiều. Dạ. Thành ra này giờ cũng như là cô nay nhiêu tuổi rồi? 72 tuổi rồi. 72 tuổi. Dạ. Là chưa gặp cậu Năm ở ngoài bao giờ luôn? Chưa. Dạ. Nhưng mà mình ái mộ là lâu rồi ha. Ừ, ái mộ lâu rồi. Tại dạ. Vì nghe cái người mà ca, giọng ca mà cũng như là quá phúc hậu nghe. Nhìn dạ. Thấy cái con người là mình nhìn thấy, mình biết cái người là cũng đi, mình thấy cái mặt, khuôn mặt là người quá phúc hậu. Phúc hậu. Quá đạo đức đi. Dạ. Rồi diễn xuất hay, ừ, rồi đẹp trai đúng không cô? Dạ. Bà cô cứ rồi đi này hoài mà mở Kiên Giang xa quá rồi mấy đứa con nói mẹ già rồi bà đi rồi có dịp phải đi lên đi nói là để mình lên thăm con, lên thăm con, bắt con chở ở đây. Dạ. Con của cô làm trên Bình Dương luôn hả cô? À, ở Bình Dương. Dạ. Nhưng mà mình lên đây là mình đi bằng xe gì cô? Đi bằng xe khách. À, xe khách xong lên tới Bình Dương. Tới Bình Dương. Dạ. Con về con rước lên ở chợ ở đó chơi chơi. Dạ. Nào mà muốn đi lên này thì kêu phải chở đi à. Dạ. Dạ. Nó đi làm mà tới bữa chủ nhật nó mới đi chở mình đi được con. Dạ. Không biết là ngày xưa mình xem cái tuồng nào của cậu Năm mà cô ấn tượng không cô? Trời ơi nhiều tuồng lắm, cô thích nhiều tuồng lắm, cũng như lên trong bát của bên này ha. Dạ. Rồi tuần nào có Vũ Linh là coi đó. Tuần nào có Vũ Linh là cô cứ coi vậy thôi. Chứ nhiều quá bây giờ mình nhắc với con nhân sân ba chút anh đài rồi chỗ nhiều lắm. Ở nhà là cô coi tivi hay là điện thoại? Cô coi tivi nha, nhưng mà bây giờ cô không coi tivi. Coi tivi ngồi ngoài ở mà dùng đó mũi mà vô mùng nằm bắt điện thoại coi. À vậy là ở dưới Kiên Giang mũi lắm hả cô? Mũi. Dạ. Anh ra vô mùng, nằm trong mùng bắt điện thoại coi 11, 12 giờ đó con. Trời ơi, nằm trong mùng coi điện thoại, coi cậu Năm. Coi cậu Năm, cứ hết cái này tới kia bây giờ là mình thấy hình như là cũng như là cậu Năm này qua đời, còn lại Vũ Linh nha. Là mình thấy cũng ái mộ cháu đó tại vì cũng như là tánh tình nhìn thấy cũng là hơi giống Vũ Linh nha. Dạ. Tại vì cái tánh tình hậu này kia, cái tánh ăn nói cũng giống, thành ra bây giờ cũng thương. Dạ. Chia sẻ thật đúng không? À. Tánh tình của Vũ Linh cũng giống mấy phần trăm Vũ Linh nặng chứ không phải là vừa đâu nha. Vũ Linh á. Dạ. Tánh tình nói như là cách cách mà cách sống ở các cô dương. Vâng, cô chú anh chị và các bạn
thân mến, vừa rồi là một lời chia sẻ của quý vị khán giả khi đến thăm phòng 1 của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có đồng lần là video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Vâng, thân ái chào tạm biệt.